Con người được sinh ra như một hạt giống, anh ta được sinh ra như một tiềm năng, anh ta không được sinh ra như một thực tế. Điều này rất đặc biệt, điều này là phi thường, vì trong toàn bộ sự sống, chỉ con người được sinh ra như một tiềm năng. Mọi động vật khác đều sinh ra là một thực tế. Con chó được sinh ra là một con chó, nó sẽ vẫn là như thế cho đến hết đời. Con sư tử sinh ra là một con sư tử, con người không sinh ra là một con người. Con người được ra đời chỉ như một hạt giống, anh ta có thể nở hoa, có thể không. Con người có tương lai, không con vật nào khác có tương lai. Tất cả các con vật sinh ra đã hoàn hảo về mặt bản năng. Con người là loài động vật bất toàn duy nhất, do đó việc phát triển, tiến hóa có thể xảy ra. Giáo dục là một cây cầu nối giữa tiềm năng và thực tế. Giáo dục là để giúp bạn trở thành thứ mà bạn chỉ mới ở dạng hạt giống. Đó là điều tôi đang làm ở đây. Đây là một nơi dành cho giáo dục. Điều bạn có được trong các nhà trường chưa chắc đã là giáo dục. Nó có thể chuẩn bị cho bạn có một công việc tốt, thu nhập tốt, nhưng chưa chắc đã là giáo dục thực sự. Nó không cho bạn cuộc sống, có lẽ nó có thể cho bạn một mức sống tốt hơn, nhưng mức sống tốt hơn không có nghĩa là sống tốt hơn. Hai thứ đó không đồng nghĩa với nhau. Cái được gọi là giáo dục diễn ra trên khắp thế giới chỉ chuẩn bị để bạn kiếm được miếng ăn. Và Giê-xu nói con người không thể sống chỉ bằng bánh mì. Đó là điều mà các trường đại học vẫn đang làm. Họ chuẩn bị để bạn kiếm được bánh mì theo một cách thức tốt hơn, dễ dàng hơn, thoải mái hơn, ít phải nỗ lực hơn, ít vất vả hơn. Đó là một kiểu giáo dục rất thô sơ. Nó không chuẩn bị để bạn sẵn sàng cho sự sống. Do đó bạn nhìn thấy rất nhiều người máy đi lại xung quanh. Họ hoàn hảo trong vai trò thư ký, trạm trưởng, người thu tiền. Họ hoàn hảo, họ có kỹ năng tốt. Nhưng nếu nhìn sâu vào bên trong họ, họ chỉ là những kẻ ăn xin và không có gì khác. Họ thậm chí chưa từng nếm trải sự sống chút nào. Họ vẫn chưa biết sự sống là gì, tình yêu là gì, ánh sáng là gì. Họ vẫn chưa biết chút gì về cái thánh thiện. Họ chưa từng nếm trải chút sự sống nào. Họ không biết hát thế nào, nhảy thế nào và hân hoan ra sao. Họ không biết ngữ pháp của sự sống. Họ hoàn toàn ngu xuẩn. Đúng, họ kiếm tiền, họ kiếm được nhiều tiền hơn những người khác. Kỹ năng của họ rất tốt. Họ cứ bước lên cao hơn nữa trên những bậc thang thành công. Nhưng sâu bên trong họ, họ vẫn trống rỗng, nghèo nàn. Giáo dục đúng nghĩa là để mang lại cho bạn sự giàu có bên trong. Nó không chỉ khiến bạn biết nhiều thông tin hơn. Đó là một ý tưởng rất nguyên thủy về giáo dục. Tôi gọi nó là nguyên thủy vì nó bắt rễ trong nỗi sợ hãi, trong suy nghĩ rằng nếu không được giáo dục tốt, tôi sẽ không thể sống sót được. Tôi gọi nó là nguyên thủy vì xét về sâu xa, nó là bạo lực. Nó dạy bạn cạnh tranh, nó khiến bạn tham vọng. Nó không gì khác là sự chuẩn bị cho một thế giới khốc liệt cạnh tranh, nơi ai cũng là kẻ thù của nhau. Do đó, thế giới đã trở thành một nơi náo loạn. Tình yêu không thể xảy ra. Làm sao tình yêu có thể xảy ra trong một thế giới bạo lực, tham vọng, cạnh tranh, nơi mà ai cũng kề dao vào cổ người khác? Điều này rất nguyên thủy vì nó dựa trên nỗi sợ hãi rằng nếu không được giáo dục tốt, được bảo vệ kỹ lưỡng, được trang bị thông tin đầy đủ, tôi có lẽ không sống sót được trong cuộc chiến cuộc đời này. Quan điểm của tôi về giáo dục là cuộc đời không nên được coi là một cuộc chiến sinh tồn. Cuộc đời nên được xem là một sự tán dương. Cuộc đời không nên chỉ có cạnh tranh. Cuộc đời nên là niềm vui nữa. Ca hát, nhảy múa, thơ ca, âm nhạc, hội họa và tất cả những điều đang có trên thế giới. Giáo dục nên chuẩn bị để bạn hòa hợp với tất cả những điều đó, với cây cỏ, chim chóc, bầu trời, mặt trời và mặt trăng. Giáo dục nên chuẩn bị để bạn là chính mình. Giáo dục không phải là để chuẩn bị cho bạn trở thành một kẻ bắt chước, dạy cho bạn làm thế nào để giống những người khác. Như thế là giáo dục sai. Giáo dục đúng sẽ dạy bạn cách để là chính mình, thực sự là chính mình.